Nào, cùng khám phá một điều cực kỳ thú vị nhé. Bạn thử tưởng tượng việc dự đoán thời tiết trên sao Hỏa xem, khó phải không? Vậy mà dự đoán giá vàng cũng chẳng dễ dàng hơn đâu đấy. Không như cổ phiếu thông thường, giá vàng biến động cực mạnh bởi vô số yếu tố toàn cầu. Hãy hình dung thế này, khi lãi suất tăng, nhà đầu tư thường bỏ rơi vàng để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Rồi có những căng thẳng địa chính trị nữa, cứ coi như một vở kịch đẩy giá vàng lên cao vì nó được xem là nơi trú ẩn an toàn. Ngừng! Đừng quên vai trò của các ngân hàng trung ương. Việc mua vào hay bán ra của họ có thể chi phối giá vàng chẳng khác gì nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc vậy. Vậy rút ra được gì nào? Giao dịch vàng dựa trên những dự đoán ngắn hạn chẳng khác nào đánh bạc trong sòng bài với rủi ro cực lớn. Các chuyên gia thực thụ khuyên bạn nên có cách tiếp cận chiến lược hơn, tập trung vào xu hướng dài hạn và nền tảng vững chắc. Hãy nhớ, trong thế giới vàng, kiên nhẫn không chỉ là một đức tính tốt, nó còn là một chiến lược khôn ngoan.